Ngày mai hai đứa hai nơi. Trời ơi, cô xuống chị trông sớm thế. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Hello tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với đường live của Nguyễn Đăng Vlog. Mời cô chú anh chị uống Milo dầm. Milo dầm. Dạo này hư quá rồi. Dạo này biết ăn vặt uống vặt rồi. Lâu chị Nguyễn Oan. Hello cô Diễm. Hello chị Linh. Hello tất cả mọi người. Tối nay có thể có vẻ là nhiều đấy. Tối nay chắc cái đường live của em nó hơi lâu đấy. Tối nay có vẻ là nhiều cái vui đấy, nhiều cái hay đấy, không đùa đâu. Nói đi, càng nói cho nhiều vào. Nói cho nhiều vào. Cái hình thumbnail của em cô chú anh chị biết là cái thùng phúng điếu đấy là của ai không? Hello anh chị Sang Lâm. Hello chị Hello cô Trang Trần. Cô chú anh chị có thấy được cái thùng phúng điếu em để hình thumbnail là của ai không? Hello chị Liên Du. Nghe thùng phúng điếu của ai nghe hấp dẫn. Cái thùng phúng điếu này trước nên là nói chung là trước tiên đấy là em cũng gửi một lời xin lỗi đến người quá cố. Nói chung là không phải là mục đích em bôi nhọ gì, nhưng mà chẳng qua là anh có một người em ấy, một người em gái đang là làm coi như là làm rúng động đấy, làm rúng động cái không gian mạng trong suốt một thời gian vừa qua về cái câu chuyện là thầu đám tang đấy, rồi phúng điếu phúng điếc này kia. Em cũng xin mượn sơ lại cái thùng phúng điếu vào năm đó để em có những cái câu hỏi để xem coi là người em của anh trả lời như thế nào. Chứ em thật sự em không có muốn là xúc phạm gì đến anh đấy, mong anh hiểu em anh đang làm gì thì chắc anh ở suối vàng anh nhìn thấy anh biết đấy, đúng hay sai thì chắc anh chắn một điều là em tin rằng anh sẽ biết. Thì cái câu chuyện đấy á, vào 8 năm trước á, ngoài cái đấy là trong cái đám tang đấy nó có một cái sự cố như thế này, nó một cái câu chuyện như thế này. Tại vì em là em bên đạo,
em không có hiểu được cái lễ nghi ở bên Phật như thế nào. Nhưng mà trong cái đám tang đấy nó có một cái câu chuyện hy hữu là về câu chuyện là người thân của người quá cố lại dằn cái cặp đèn cầy. Đấy, chăn dằn cái cặp đèn cầy thì ai có hiểu về vấn đề cái cặp đèn cầy là nó như thế nào thì có thể bình luận cho em hiểu thêm về cái cặp đèn cầy nó có ý nghĩa gì, mà tại sao người thân của người quá cố lại muốn dằn dịch cái cặp đèn cầy đấy để làm gì không, thì thật sự em không hiểu, cho nên là em mong được cô chú chị tư vấn. Hello chị Tuyết Nhung, cái này là em không biết, thật tình em không biết. Nhưng mà là cái sự cố đấy là có, cái sự việc đấy là có. Hello chị Hoa Sim. Trước khi là đem người quá cố về nơi ăn nghỉ cuối cùng thì cái cặp đèn cầy đã có sự chăn dằn. Nghe nói cặp đèn cầy đó khi làm ăn không được đốt lên vái sẽ có lộc. Đèn cầy lại bái quan rất quan trọng nha. Vì khi mình gặp khó khăn đốt lên vái sẽ ok lắm đó. Nếu người mất sống thọ với dằn đấy, nó rất là nhiều ý kiến, nhiều nói chung là một cái ấy, nó rất là nhiều lý do, thấy không? Bây giờ chị Nguyễn Anh thì nói là nếu người mất sống thọ mới dằn. Nhưng mà cái đám tang này là một người trẻ tuổi. Đấy. Lấy đèn cầy của người mất cũng khai trương hoặc xây nhà hoặc đầu tháng là may mắn. À, nhiều nha. Rất nhiều cái ý nghĩa đúng không? Thì thôi, nó cũng là chỉ là một cái câu hỏi mà em thắc mắc thôi, nó cũng chẳng liên quan gì. Thì cái nhân vật mà được cho là cứ muốn thầu đám tang đấy là ai thì cô chú anh chị biết rồi. Vậy thì xin phép em được quay trở lại một thời gian cách đây 8 năm. Chính là người thân của chị này mất. Mà gia đình có để thùng phúng điếu. Mà cái người quá cố nghệ sĩ này khi nằm xuống cũng có một người con trai duy nhất. Vậy thế cho em hỏi, cái chị mà muốn thầu đám tang đó có sao kê chưa? Có sao kê rõ ràng chưa? Cho cháu mình biết chưa? Là tiền phúng điếu sao chưa? Mà sao tự nhiên cái câu chuyện tiền phúng điếu rồi nó lại bị phơi bày, nó đem ra để làm một cái câu chuyện tố giác người này người kia trong cái đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh thế? Cái lúc đấy có đứng ra để thầu cái đám tang không? Có đứng ra để lo cái đám tang không? Cái trường hợp của chị này nó cũng tương tự như là cái trường hợp của cô Sáu hiện tại. Cũng là một người ăn chay ra đi. Tài sản thì bây giờ vấn đề tài sản thì chắc chắn là có, nhiều thì ít thôi. Đúng không? Rồi trong câu chuyện tang lễ có thùng phúng điếu, đúng chưa? Thế vậy rồi bây giờ cái người con ấy, cái người con gái của chị này này có phải là cháu ruột của cái người đã mất không? Hello chị Thu Nguyệt.
Rồi cái câu chuyện mà mình đứng ra mình tổ chức đám tang cho anh của mình, rồi mình có sao kê chưa? Chắc chắn là phải có, đã có thùng bóng điếu là phải có người đi điếu rồi. Mình đã sao kê chưa? Mình đã rõ ràng minh bạch trong cái câu chuyện của chính gia đình mình chưa? Mà tại sao á mình lại bây giờ cái câu chuyện của mình nó cũng được lập, nó giống như là được lập lại với một người cô, mình gọi là một người cô, vì người anh trai của người cô thì mình nhận là một người ba nuôi, đúng không? Thì bây giờ anh trai của cái cô này cũng nằm xuống mất, cũng có một người con gái, nhưng mà nó chỉ khác có thể là ở vấn đề là con nuôi hoặc là con ruột thôi. Hello chị Trúc Đào. Rồi tại sao khi em người ta đứng ra người ta lo cái đám tang cho anh ruột của người ta? Rồi mình ấy, thì mình là người ngoài, mình không có liên quan gì đến dòng máu nhà người ta. Mình muốn lên ý kiến ý cò, mình đòi là mình thầu đám tang, mình đòi là miếng chấp điếu để mình đứng ra mình lo, mình xen vào cái câu chuyện gia đình người ta. Đấy. Rồi sau đó khi mà không được gia đình đồng ý á, thì bắt đầu là nó xảy ra cái câu chuyện tranh chấp tài sản. Rồi kế tiếp là tranh chấp quyền thừa kế. Rồi nó rùm beng lên cái câu chuyện là sao kê tiền vúng điếu, sao kê tiền khuyên góp. Dạ đúng rồi. Em không tiện nhắc tên nhé. Hello anh Văn Phúc. Thế mình, chính bản thân của mình đang rơi vào cái hoàn cảnh, mình đặt vào mình vào cái hoàn cảnh của cô Sáu hiện tại đi. Nếu như mà mình đứng ra mình lo cái đám tang của anh mình vào cái năm đó, mà mình bị, đó, mình bị những cái người ngoài người ta xúi giục cháu của mình nghe theo, y như cái trường hợp mà gia đình ba nuôi của mình đang phải gánh chịu. Mình thử đặt vào đi, nó giống không? Giống. Nó giống hoàn toàn luôn. Về cái cốt truyện là nó giống hoàn toàn luôn. Chẳng qua là có thể là anh của chị không được nổi tiếng, không được danh tiếng như ông Hoàng Hồ Quảng thôi, đúng không? Vậy thì mình phải đặt cái trường hợp của mình vào 8 năm trước, khi mà mình có một người anh trai ra đi, rồi mình đứng ra mình lo cái đám tang cho anh của mình. Cháu của mình á, cháu của mình á thì còn rất là nhỏ, thời gian đấy nó còn đang rất là nhỏ tuổi, nó chưa biết cái gì đâu. Rồi mình đứng ra mình lo cái đám tang đó với vai trò là mình là một người em, mình là một người em trong gia đình ruột thịt. Vậy thì cái thời gian đấy có ai lên án chị không? Có ai lên án và có ai lên nói con chị là bây giờ là không phải cháu ruột của anh chị không? Nó khác họ không? Giờ con của chị có khác họ với lại anh? Con của chị có khác họ với anh trai của chị không? Chị trả lời cho tôi biết đi. Mà tại sao chị đằn tâm đằn đọa, chị lại đi theo cái đám này, chị ủng hộ người ta, chị cha đạp gia đình ba nuôi của mình? Em kể câu chuyện, em lấy cái câu chuyện ở đây để em dẫn chứng cho mọi người thấy rõ ràng một điều. Cái câu chuyện nó dường như là như một chị Tiên Đoàn ơi, cái chuyện đấy mình đừng nói, cái chuyện chị dâu người ta như cái gì mình đừng nói. Em đang đặt cái trường hợp nó vào, nó phải tự đặt cái trường hợp của nó vào cái trường hợp của cô Sáu hiện tại. Nếu như 8 năm trước mà nó đứng ra nó lo cái đám tang cho anh trai của nó, mà nó bị người ta xúi giục cháu của nó, giống như những cái con người đang xúi giục cái con nuôi vô ơn này, lên án, lên tiếng, rồi nói con mình là không phải là cháu ruột của người quá cố, thì sẽ như thế nào?
Tại sao lúc đấy mình không miếng chấp điếu đi? Tại sao lúc đấy mình không đứng ra mình miếng chấp điếu để mình khỏi mình phải lấy kia, mà tại sao khi cố nghệ sĩ Vũ Linh nằm xuống lại mình lại miếng chấp điếu, muốn miếng chấp điếu? À, câu trả lời dễ dàng đúng không? Là tại vì lúc đấy tôi chưa có tiền, tôi chưa có giàu, tôi chưa có nổi tiếng, tôi chưa có ai biết đến, đúng không? Cho nên là tôi không phải nghĩ đến cái danh tiếng, tôi không phải nghĩ đến cái câu chuyện là bia cái hình ảnh của mình giống như bây giờ tôi đang muốn làm. Trước đây tôi có muốn mưu tôi làm. Chị là một người có cái nỗi đau tương tự như là cô Sáu hiện tại. Cha mẹ mất hết, chỉ còn lại những anh em trong gia đình. Rồi chị phải rơi vào cái hoàn cảnh là người anh trai của chị, một người mà được biết là anh, là chị rất là yêu thương anh ấy, anh ấy cũng yêu thương chị như bao người em khác. Rồi biến cố đã xảy ra với gia đình của chị, không những là về 8 năm trước mà gần đây nhất về những cái năm dịch là gia đình của chị đã gặp biến cố rất là lớn. Đồng nghiệp cũng như là tất cả mọi người biết đến gia đình của chị, nói gia đình của chị thì không đúng, mà là biết đến bố mẹ của chị, họ đều đồng cảm và họ thương cho gia đình của chị. Trong một mùa dịch mà biết bao nhiêu con người đã phải nằm xuống trong cái dịch Covid, là người thân, là người cậu, là người dì của chị, những cái nỗi đau mất mát đó chị đã trải qua. Chị cũng đã có cảm giác là mất đi một người anh ruột. Hello anh Hữu Tân. Vậy đó, cái nỗi đau của chị nó còn đó hay không tôi không cần biết, nhưng mà chị nhìn lại cô Sáu hiện tại coi có đúng như là cái hoàn cảnh mà 8 năm trước chị đã rơi vào không. 8 năm trước là chị còn mẹ, nhưng mà rồi cái thời điểm mà cô Sáu mất đi người anh trai của mình là không còn cha còn mẹ. 8 năm trước chị mất đi anh trai của chị, nhưng mà bù đắp lại là chị vẫn còn một người mẹ ở bên cạnh. Rồi có ai xen vào cái chuyện gia đình của chị? Có ai đòi đứng ra tổ chức tang lễ cho chị không? Rồi có ai bắt chị phải sao kê tiền phúng điếu chưa? Có ai phải bắt chị là phải sao kê tiền mà gửi qua tài khoản chưa? Cái nỗi đau của gia đình cô Sáu nó lặp lại với chính cái bản thân của chị cách đây 8 năm về trước. Ngày mà anh chị đã rời bỏ gia đình, rời bỏ người thân, rời bỏ đồng nghiệp để về với đất Phật, mà chị lại không đồng cảm với cô Sáu. Ngược lại chị lại bán đứng, chị lại theo cái gia đình của người, của một cái đám mà coi như là khát máu, tanh lòng để mà chà đạp gia đình người cha nuôi của mình. Ở đây tôi không có muốn chà đạp xúc phạm gì, nhưng mà tôi đang muốn lấy một câu chuyện ví dụ thực tế, thực tại, để cho chị hiểu được những cái gì chị đang làm nó hoàn toàn trái ngược với cái đạo lý con người. Chị xỉu lên, chị xỉu xuống. Trong cái đám tang, những cái ngày mà chị lo đám tang cho anh của chị xỉu lên, chị xỉu xuống. Chị khóc coi như là muốn cạn hết cả nước mắt trong cái tâm hồn con người của chị. Chị là một con người giàu tình cảm đối với những người yêu thương chị đấy, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà dù gì đi nữa, ở đây tôi vẫn còn một cái suy nghĩ tôi thông cảm được cho chị. Là chị bị cái con má lai nó nắm cái top, một cái top gì đó mà nó liên quan đến sự nghiệp của chị. Nếu như nó mà xì ra, theo lời anh Vũ Lươn nói là chị tiêu tan sự nghiệp, thì đâu đó nó còn còn một cái cớ, đâu đó nó cũng còn một cái lý do để cho chị bám víu vào, để chị có thể chị sống sai
với cái cảm giác của chị 8 năm về trước chị đã gánh chịu, giống như một năm hơn trước đây là gia đình cô Sáu đã mất đi người anh trai của mình. Hello Diễm. Tôi tin chắc một điều khi tôi nói ra anh của chị sẽ không buồn tôi. Tôi không xúc phạm đến vong linh và cái tên tuổi của anh của chị. Tôi xin phép tôi mượn cái câu chuyện của gia đình của chị để tôi gắn kết với câu chuyện của gia đình chú Năm. Nó tương tự như nhau, vì chị cũng là một người em gái. Cô Sáu cũng là một người em gái, mất đi một người anh trai, để lại một người con. Tài sản của anh chị nhiều hay không nhiều tôi không quan trọng. Nhưng mà cái nỗi đau mà mất đi người thân thì chị biết rồi. Chị là người trải qua rất nhiều. Rất nhiều cái nỗi đau mất mát đi người thân. Thế nhưng chị lại không cảm thông đối với những người đã trải qua những cái nỗi đau đó, cũng giống như chị đã trải qua những cái giai đoạn mà chị mất mát đi người thân của chị. Mà ngược lại chị lại bán đứng cái cảm xúc của con người, cái tình người, để chị theo một cái đám nó chà đạp danh dự, xúc phạm đến em của người quá cố. Chị đặt cái trường hợp 8 năm về trước mà khi chị lo cái đám tang cho anh trai của chị, mà chị bị người đời, những người mà khác máu, không cùng dòng máu với dòng họ nhà chị. Chị bị chà đạp, chị bị chửi, chị bị lên án, rồi người ta bắt chị phải sao kê cái tiền phúng điếu. Chắc chắn một điều là 8 năm trước, nghệ sĩ mà có quan hệ, có quen biết nước ngoài có, thì chắc chắn một điều là các nghệ sĩ ở nước ngoài không ít thì không nhiều thì ít cũng sẽ gửi về để mà gửi một chút lòng thành đến cái đám tang đồ ăn của chị. Vậy thì cho tôi hỏi, có ai bắt chị phải sao kê ra những cái đồng tiền đấy chưa? Có ai bắt chị phải sao kê ra cái đồng tiền mà chị đứng ra chị lo cho đám tang của gia đình của chị chưa? Em nói tất cả những người mà gia đình của chị đã nằm xuống. Tôi không biết rằng khi cậu của chị, anh của chị hay là dì của chị mất, chị có lên tiếng là để chị lo đám tang hay không. Nhưng mà trước mắt tôi thấy rất là nhiều người mà không cùng dòng máu với chị muốn lo đám tang. Đâu đó tôi mới nghe đâu đó là chị đòi còn nói muốn sẽ sau này là sẽ lo luôn cái đám tang cho cô Diệu Hiền nữa cơ. Mà thông tin đó tôi chưa xác thực được. 2-3 người nói tôi chưa xác thực được thôi. Tôi đang đi tìm coi là chị có nói hay không. Đó vẫn là một cái câu hỏi. Nhưng mà 2-3 người nói tôi tin chắc rằng là đã có cái đoạn clip đó. Là chị nói, chị hứa là chị sẽ lo cái đám tang cho cô Diệu Hiền nữa cơ. Vậy thì cho tôi hỏi, cái người muốn thầu đám tang là ai? Cái ác nhất của chị là chị đạp lên cái cảm xúc để chị kiếm cái danh lợi, chị kiếm cái lợi nhuận cho bản thân của chị, mà chị chà đạp lên cái cảm xúc của con người. Tôi nhìn qua những cái clip mà khi mà chị trải qua, chị mất mát người thân, hello em, thì tôi cảm thấy được chị là con người giàu tình cảm, chứ không phải là chị là con người khô khan tình cảm. Chị cũng biết cách đối nhân xử thế đấy, chứ không phải là chị không biết đâu. Nhưng mà qua cái biến cố drama của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì thấy được một điều ở con người của chị. Ok em phát nhá. Chị đã đạp lên cái cảm xúc mà chị đã từng trải qua để chị ủng hộ những cái người chà đạp em ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Chị càng nói nhiều đi, chị cứ càng nói cho nhiều đi, rồi cái thông tin của chị á sẽ được lòi ra. Chị cứ càng nói nhiều lên,
Tôi mong là chị cứ càng nói nhiều lên, chị tâng bốc cái bản thân của chị lên nhiều vào. Tôi tin chắc rằng một điều ấy, ba nuôi của chị ấy, một người cha nuôi tinh thần sẽ mở đường dẫn lối cho những con người để vạch trần ra cái sai trái của chị. Mọi người có thể tìm lại cái clip đám tang của cố nghệ sĩ ăn chay của chị ấy, thì có cái cảnh quay lúc mặt thầy cầm cái tờ giấy thầy đọc, là còn một chị gái, còn một em gái. Đầu tiên là con trai của cố nghệ sĩ, sau đó đến chị gái, sau đến một đứa em gái. Đấy, thì mình cũng có chị, có gái. Hello cô chú chút. Gia đình mình đã trải qua những cái mất mát đau thương đó. Rồi có ai xúc phạm đến chị là bảo chị không phải là em ruột của ông ấy chưa? Có ai bịa chuyện ra bảo chị không phải là em ruột của ông ấy chưa? Rồi có ai nói con của chị không phải là cháu ruột của anh trai chị chưa? Nếu như chị đang ủng hộ cho những cái đứa mà gọi là cháu ruột của cố nghệ sĩ mà không phải là cháu ruột một đứa cháu khác họ, thì chính là chị đang chửi chính đứa con của chị đấy. Chị đang chà đạp lên, xúc phạm lên chính cái vong linh của anh trai của chị đấy. Tôi cho chị biết, chị vừa xúc phạm đến con của chị mà chị còn xúc phạm đến vong linh của anh trai của chị đó. Chị hiểu chưa? Chị ủng hộ cái điều đó là đồng nghĩa là chị đang xúc phạm đến vong linh của anh trai chị đấy. Vì chị đang cổ suý cho một cái nhóm con người gọi là ủng hộ, bảo vệ cho con gái duy nhất của ông Hoàng Hồ Quảng đấy. Bảo là bà Lê Thị Hồng Phượng không phải là cháu ruột của cố nghệ sĩ đấy. Thì chị cũng có một đứa con gái, và cũng có một người anh đã mất. Vậy là con của chị có phải là cháu ruột của anh chị không? Nó cũng mang khác họ đấy. Tôi nói cùng lắm hên đấy, thì chị lấy chồng cùng họ với chị thì con của chị nó mới mang được cái cùng họ với gia đình của chị thôi. Còn nếu mà chị mà lấy chồng mà khác họ ấy, thì xin thưa, không bao giờ con của chị đẻ ra mà được mang cái họ của chị đâu. Được chưa? Tại sao mình lại ác đến cái mức độ là mình là con người, mình đã trải qua cái nỗi đau tột cùng đó, cẩn thận em nhé. Đâu có gì đâu đám bản quyền chị, em đâu có làm gì đâu đám bản quyền, em đâu có đưa hình ảnh gì đâu đám bản quyền em. Tôi ngồi tôi coi lại, tôi tìm lại, tự nhiên cái sau khi trưa lên tôi làm cái clip của chị, tôi nói về vấn đề của chị thầu đó, đòi nhảy vô khi mà ông mẫu hậu á, ông hoàng hậu đó, ông kể về cái câu chuyện là chị đòi là miếng phúng điếu á. Tự nhiên tôi làm cái clip chưa hay xong, cái trong đầu tôi thì nó lóe sáng ra là đi tìm lại cái clip của anh trai của chị. Tự nhiên có ai hướng dẫn cho tôi ấy là phải đi tìm lại cho bằng được cái clip đám tang của anh trai của chị. Và tự nhiên trong con người của tôi nó lóe sáng ra một cái chất xám, là cái trường hợp của chị nó y chang như trường hợp của cô Sáu. Em đâu có nhắc tên ai đâu chị, em đâu có nhắc tên ai đâu. Em đang kể một cái câu chuyện một của một người này một người kia, em đâu có nói thẳng tên đâu. Khi nào em nói thẳng tên đúng họ thôi em mới sợ, chứ còn em đâu có nói tên ai đâu. Em đang kể một câu chuyện rất là bình thường, em so sánh cho mọi người hiểu được một con người thôi. Em cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Ok chị. Tự nhiên trong con người em nó lóe sáng ra là chị, mình nghĩ trong đầu mình bảo ủa
Hello, cô chú Lý Trường. Ủa, chị này chị có một cái trường hợp, chị đã trải qua cái cảnh mất mát người thân y như là cô Sáu. Y như là cô Sáu hơn một năm trước đã phải mất đi một người anh trai của mình. Vậy mà tại sao á, khi cô Sáu lo cái đám tang cho anh trai của mình, mà tại sao lại bị bắt là sao kê tiền phúng điếu, rồi lại chà đạp lên người con của cô ấy, nói người con của cô ấy không phải là cháu ruột của người quá cố. Vậy em hỏi mọi người, nó có quá đáng lắm không? Tự nhiên trong con người em nó lóe sáng ra cái tình tiết mà chị ấy đã phải trải qua, mà chị ấy lại không cảm thông. Chị không ấy, chị không muốn hiểu, hay là chị cố tình chị hiểu mà chị cố tình chị không hiểu, để chị đạp trà đạp lên cái cảm xúc mà 8 năm trước chị đã phải gánh chịu trên cái cơ thể tinh thần con người của chị. Rồi trong khi, rồi mới đây khi chị lo cái đám tang cho người, cho mẫu thân của chị vào một cái mùa dịch Covid, thì tất nhiên là để mà có cái việc mà đến mà phúng điếu là không bao giờ có rồi. Lúc đấy là thời gian Covid, không thể nào mà đến ấy được. Mà có chắc là chị không nhận tiền phúng điếu qua tài khoản không? Vậy cái tiền phúng điếu đấy chị đã làm gì? Có ai bao giờ mà đòi hỏi chị là phải sao kê ra cái tiền phúng điếu, cái tiền mà chị nhận? Chắc chắn một điều là đồng nghiệp của mẫu thân của chị rất là nhiều. Trời ơi, một nghệ sĩ, một tác giả, một soạn giả rất là nổi tiếng. Nhưng bà ấy không thể nào mà bảo không có sự mà này kia được. Từ nước ngoài rồi kia về là không bao giờ né tránh được. Chắc chắn là có, không nhiều thì ít. Có ai mà bắt chị phải sao kê tài khoản ra chưa? Có ai bắt chị phải chứng minh cái đồng tiền đấy chị sử dụng như thế nào chưa? Có ai bắt chị phải chứng minh được cái đồng tiền đấy chị sử dụng cái gì trong đám tang chưa? Mà tại sao chị lại đi ủng hộ cho những cái con người đang làm sai trái những cái điều đấy? Tôi tin rằng á, cái lương tâm của chị không muốn. Tôi vẫn còn tin ở chị vì tôi coi cái clip, tôi cảm thấy con người của chị rất là giàu tình cảm. Cách công tâm tôi nói, tôi tin chắc rằng là vì chị đang bị một cái gì đó, cho nên là chị phải sống giả tạo. Chứ không phải đó là cái cách sống của chị. Vì tôi tin chắc rằng những cái cảm xúc của chị nó đâu đó nó vẫn còn. Cái chuyện mà ở cuộc sống cá nhân người ta như thế nào mình không quan tâm. Diễm hiểu không? Mình không quan tâm. Mình không lên xem vào cái cuộc sống đời tư của họ. Nhưng mà mình đang nói ở cái cạnh là họ cũng đang rơi vào cái hoàn cảnh như gia đình cô Sáu hiện tại. Họ đã trải qua cái cảm xúc đó. Họ đã trải qua những cái ngày tháng họ phải lo cái đám tang, lo cái mồ mả cho anh trai của người ta. Gia đình người ta cũng mất mát y như gia đình cô Sáu hiện tại. Thì mình đặt một cái câu hỏi rằng là chính chị ấy và con của chị ấy có bao giờ bị chà đạp, xúc phạm, nói đến là không phải là cháu ruột, rồi bắt sao kê, rồi bắt chứng minh những cái đồng tiền chị ấy sử dụng trong đám tang là gì chưa? Thì mình đặt một cái câu hỏi đó để cho những con người hiểu rõ ràng được tại sao bây giờ cái đám tang của cố nghệ sĩ, khi em người ta đứng ra người ta lo, mà bây giờ lại bắt người ta phải sao kê, trong khi luật đã có là tiền phúng điếu không phải là di sản thừa kế. Cái thời gian mở thừa kế
là ngay khi mà người có cái tài sản để lại ra đi là bắt đầu mở cái cửa thừa kế rồi. Thì cái tiền vúng điếu nó là cái tiền phát sinh sau khi người quá cố đã mất, thì không được cho là tiền, là cái di sản, tài sản của người đã mất để lại. Nó là cái tiền để cho gia đình người ta lo cái đám tang, thì không có cái quyền gì và ai có cái quyền để bắt gia đình người ta phải sao kê, phải chứng minh những cái đồng tiền đấy làm cái gì, đi về đâu. Tôi nói là ngày hôm nay tôi tin rằng á, chị hiểu, chị sẽ hiểu. Đúng không? Chị có ghét tôi cũng thế thôi, tại vì đó là sự thật. Tôi muốn khơi lại cái nỗi đau của chị để cho chị hiểu được, chị biết được cái cảm giác của người, của một cái người mà cô đã từng gọi là tiếng cô. Cô xem như là người thân trong gia đình khi cô tự nhận cái người ông Hoàng Hộp Bảng là người ba nuôi của mình. Cái nỗi đau mà cô đã trải qua thì bây giờ là cô Sáu đang trải qua. Nó chỉ khác ở một cái chỗ là cô an toàn. Cô không bị vùi dập, cô không bị chà đạp. Con của cô không bị đánh cái tiếng là không phải là cháu ruột. Rồi cô không bị triệt cái đường đi làm nghề. Còn ngược lại đối với gia đình cô Sáu, khi đứng ra lo cái đám tang cho ăn người ta thì lại bị là có nghĩa là bắt sao kê, rồi chà đạp luôn, xúc phạm luôn đến người con của người ta là không phải là cháu ruột khi mang cái họ khác. Vậy cho tôi hỏi, con của chị đang mang cái họ gì? Nó rất là trùng hợp. Từ một năm nay chưa ai đặt cái trường hợp của chị vào cái trường hợp của cô Sáu. Thì thật sự ngày hôm nay tự nhiên sau khi tôi làm cái clip của chị trưa nay xong, thực sự trong người tôi nó lóe sáng ra cái trường hợp của chị. Và ngay sau khi tôi tìm hiểu thông tin, tôi coi cái clip đấy xong, là tôi đã lên lịch like ngay từ chiều nay cách đây mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà nói gì thì nói, bây giờ chị có quay lại thì cũng đã muộn. Và bây giờ tôi tin chắc là một điều, chị không có bao giờ chị có cái cửa chị quay lại luôn. Vì đâu đó cái câu chuyện của chị nó cũng đã bị lan truyền rồi, là chị đang bị nắm một cái gì đó nó liên quan đến sự nghiệp của chị. Khi mà nếu như mà bị bể ra một cái là tiêu tan hết sự nghiệp, thì đâu đó ở chị nó còn một cái nỗi đau có thể chấp nhận được cho chị. Nhưng mà chị đừng có quá. Chị phải biết cái điểm dừng. Nhưng mà càng ngày là chị càng quá. Được chưa? Hello chị Hương Kim. Mình là con người, mình trải qua cái những cảm xúc đấy rồi. Trong tất cả những con người, ai cũng phải đều trải qua những cái lần mất mát đau thương chính người thân của mình ra đi. Mà trong những cái đám con người đấy, chị là cái người thấu hiểu nhất cái nỗi đau của cô Sáu hiện tại. Nhưng mà chị lại không có đồng cảm với cô Sáu. Chị vì danh lợi, chị vì một cái gì đó. Và cái điều mà mọi người đang hiểu là chị đang bị nắm một cái thóp.
Cho nên là chị không thể nào chị sống thật với cảm xúc của chị được. Vì ngay từ đầu tôi vẫn công nhận, tôi không phủ nhận. Tôi không phủ nhận cái điều mà chị từng nói, là chị không phải là fan của ai hết, chị không phe nào. Chị là fan của Vũ Linh. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái câu nói đó khi chị phát cái livestream trực tiếp chị bán hàng. Khi mà chị bị tấn công là sao chị lại không ủng hộ cho cái đứa con nuôi vô ơn. Và chính cái anh mà chị gọi là anh hai đó, anh cũng hoài nghi chị ngay từ ban đầu, không biết chị phe nào. Đúng chưa? Thì ở đây tôi hiểu được rằng là mới đầu chị không muốn dính dáng vô. Chị biết câu chuyện, chị hiểu câu chuyện. Chị hiểu được cái nỗi đau của cô Sáu vào thời gian đấy, vì chị chính là cái nạn nhân, chị trải qua cái nỗi đau mất mát người thân, một người ăn chay. Nhưng mà vì lý do gì đấy? Vì có phải vì cái lý do nào mà cái anh Vũ Lương anh nói là chị đang bị cái con Má Lai với cái con Vô Ơn nó nói chuyện với nhau thế nào đó, rồi nắm cái thóp của chị. Đâm ra chị bắt buộc chị phải theo không? Đâu đó ở riêng khía cạnh của chị, thì nếu như thật sự chị bị như thế thì đâu đó là còn một cái lối thoát cho chị. Nhưng mà chị phải biết dừng lại. Chị phải biết điểm dừng lại. Chị biết, chị phải biết là cái bây giờ chị, cái vị trí của chị đang ở đâu. Chị đang đứng đầu ở một cái đoàn gì. Cái đoàn đó nó có ảnh hưởng gì với dòng họ nhà chị, tổ tiên nhà chị. Thì chị phải biết dừng lại trước khi quá trễ. Cứ cái theo cái đà này, mai mốt tôi tin chắc rằng một điều là cái đoàn của chị đó, mà bao nhiêu xương máu của ông bà tổ tiên để lại cho chị đó, nó tiêu tan hết đó. Nó không tiêu tan bởi chính tay con Má Lai, nhưng mà nó sẽ tiêu tan bởi chính cái cách sống của chị và cái cách ủng hộ của chị hiện tại như bây giờ đó. Đường nào chị cũng mất. Đường nào chị cũng mất. Nhưng mà mất làm sao để còn cứu vãn được, chứ đừng mất trắng luôn là chết đấy. Có thể là chị làm ăn được, chị muốn làm những cái việc này giống như là một việc thiện nguyện để chị lo lắng cho những cái người mà không còn người thân, hoặc là đã có những cái giai đoạn thân thiết với gia đình của chị. Đó là cái tốt. Đó là cái tốt. Ai cũng ủng hộ. Nhưng mà mình đừng có lợi dụng vào đó để mình đánh bóng cái tên tuổi của mình. Mình đừng có bia cái hình ảnh của mình theo cái cách là mình thầu đám tang. Cũng giống như cái người mà đánh đờn ở trong đoàn của chị ấy. Cậu ấy ra đi một ở một cái độ tuổi rất là trẻ. Đúng không? Chị công khai tất cả số tiền trong cái thời gian nó đang bị nhạy cảm ở trong cái câu chuyện của cố nghệ sĩ. Thì khi chị đứng ra chị lo cái đám tang cho cái nhạc sĩ, nhạc công trẻ đó, chị rất là minh bạch. Chị đếm từng đồng, từng cắc, chị sợ. Nhưng mà nếu như không có xảy ra cái trường hợp của ba nuôi của chị, không xảy ra cái trường hợp mà sao kê tiền phúng điếu, sao kê tiền đám tang, thì liệu có cái hình ảnh đấy ở trên không gian mạng không? Liệu có được cái thước phim mà chị đếm từng đồng từng cắc, chị công khai từng đồng từng cắc để chị giao lại cho gia đình người ta không? Cái đó chưa biết à. Cái đó tôi chưa biết à. Cái đấy tôi chưa biết đâu. Tôi còn đặt dấu hỏi đấy. Lo chị Gia Phước. Cái điểm đó là còn một cái, là một câu hỏi lớn đấy.
Nếu như mà cái câu chuyện của cái cậu mà nhạc công đó trong đoàn của chị mà ra đi trong cái thời điểm mà không xảy ra cái sự việc của cố nghệ sĩ Vũ Linh, liệu rằng có cái thước phim mà chị đếm, chị đứng, chị công khai tiền bạc minh bạch rõ ràng cho mọi người biết không? Nó mới là quan trọng ở cái điểm đấy. Còn chị làm như thế, nó chỉ là trong một cái lúc, trong cái lúc mà thời gian nó đang nhạy cảm về vấn đề là tiền bạc phúng điếu. Đâm ra khi chị đứng ra chị lo cái đám tang cho cái nhạc công đó, thì chị khi mà chị bàn giao số tiền cho gia đình người ta, chị rất là minh bạch, từng đồng từng cát luôn, không chặt một ly, không sót một đồng. Nhưng mà rất tiếc với chị, nó đang vào cái thời điểm nhạy cảm thì buộc ai vào cái hoàn cảnh đấy cũng phải làm như chị thôi. Nhưng mà đặt ngược, đặt một cái giả thiết, nếu như không xảy ra cái sự việc sao kê tiền phúng điếu của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thì liệu rằng cái thước phim đấy có được lan truyền trên không gian mạng hay không? Thì tôi chưa biết à. Tôi chưa biết đâu đó. Tôi hy vọng rằng á, chị tỉnh táo lại. Bây giờ nó quá chế, nó cũng là chế thì nó cũng là chế rồi. Mà sớm thì nó cũng không còn sớm nữa rồi. Nhưng mà để mà lựa chọn hai con đường mất, tại vì đường nào chị cũng mất, thì tôi tin rằng chị phải minh mẫn để chị lựa chọn cái mất nào mà còn cứu vãn được. Chị đâu có nghĩ đến cái hậu quả là mất luôn cái coi như là bao nhiêu cái mồ hôi xương máu của ông bà tổ tiên để lại cho chị, đúng không? Chị chỉ nghĩ là cái hào quang, cái danh tiếng của mình trước mắt, những cái lợi nhuận trước mắt thôi, đúng không? Chị chưa có nằm để chị suy nghĩ là một ngày tự nhiên cái những cái gì của ông bà cha mẹ để lại cho mình nó tiêu tan hết, đúng không? Chị chưa nghĩ, đúng không? Ngầm nghĩ đi. Tôi tin chắc rằng khi mà đụng chạm đến, chị nghĩ được đến đấy, tôi tin chắc một điều chị sẽ thay đổi. Tôi tin chắc điều đấy luôn với cái con người của chị. Vì tôi thấy được qua những cái thước phim cách đây gần 10 năm về trước là chị không phải là con người sống tồi tệ đâu. Chị rất là giàu tình cảm đấy. Cái cách mà cư xử của chị, cách ăn nói của chị, nó rất là dễ lấy lòng người khác luôn. Rất là ăn điểm người khác luôn, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà chị đang xài cái cách đấy, nó sai với lại mục đích đấy. Em cảm ơn chị rất là nhiều, em cảm ơn cô chú anh chị. Và một lần nữa thì cái câu chuyện em đem một cố nghệ sĩ ra để em cho mọi người hiểu được cái câu chuyện mà gia đình chú Năm đang phải vướng phải. Mà cái người mà được cho là nạn nhân ở đây có nghĩa là đã từng trải qua cái cảm xúc mà mất mát người thân, là một người anh trai của mình. Nó tương tự như nhau, nó chỉ khác nhau ở cái hậu sau khi lo cái đám tang thôi. Thì cái câu chuyện của về cái nhân vật này em xin ngừng lại ở đây. Em xin khép cái nhân vật lại ở đây, em bước sang nhân vật khác. Thì em truyền tải đến như thế thì mong cô chú chị chắc chắn là sẽ hiểu được cái ý truyền tải của em ngày hôm nay, đúng không? Và rất em mong được những cái người mà đang u mê tin tưởng chúng nó mở rộng cái tầm mắt ra, suy nghĩ lại.
đừng có để cho mình là người tổn thương dưới cái tay của chúng nó. Em xin chuyển sang con nuôi vô ơn một chút xíu. Thì trong ngày hôm nay, thật sự nó rất là có duyên luôn. Thì em lại biết được một người vào những cái năm mà nó đi bụi, nó chơi thân với một người ở bên quận 7. Bé chị này tên là Duyên, có một người chị gái tên là Dung ở cái xóm. Em bảo là các con này, cái xóm sông Song Si hay là Song Xí gì đó ở bên quận 7. Hai người này, cái chị Duyên này với cái con nuôi vô ơn rất là thân với nhau. Thì em đang tìm mọi, em sẽ tìm đủ mọi cách để em làm sao em nhờ chị này lên tiếng về những cái câu chuyện, cái những cái năm đó nó đi bụi, nó quen ai, chị này biết ra là đó luôn, thông tin là chính xác luôn. Cho nên là em hy vọng rằng em sẽ được cái sự nhận lời của chị này. Em không quay mặt, em sẽ giấu mặt chị ấy, nhưng mà nói đến đây là con kia nó biết, cái con nuôi vô nó biết, nó rất là thân luôn. Cái chị này là rất là thân, biết rõ cái con nuôi vô này luôn. Năm đấy đi bụi ở quận 7, ở với chị qua nhà chị này chơi, ở như thế nào, cặp kè mấy ai, sao, chị này biết rằn luôn. Em đang là có những cái bước để em tiếp xúc, để em mong rằng làm sao chị ấy nó lên tiếng, em sẽ không quay mặt. Hello cô Nga Ngô, chị Nga Ngô, mình phải giữ cái mặt cho người ta, chỉ cần tiếng nói của chị ấy thôi. Mà nói tên Duyên, có một người chị tên Dung ở quận 7, con nuôi vô ơn nó biết, con HL nó quá rằn luôn. Uy tín nhà mày tèo luôn. Uy tín nhà mày tèo luôn. Bực mình thế. Em đã có Facebook của chị Duyên rồi. Em đã có Facebook. Em đã có cái đường để liên lạc rồi. Nhưng bây giờ chỉ cần thuyết phục được chị ấy thôi. Chị ấy chỉ sợ đâu ăn uống Milo dầm, uống trà sữa đâu. Milo dầm. Anh có đời nào uống trà sữa bao giờ. Em sẽ tìm đủ mọi cách để làm sao mình vừa bảo vệ được, mình phải vừa, tại vì chắc gì chị ấy còn ở đấy đâu. Nhưng mà hy vọng là chị ấy sẽ lên tiếng. Có một câu chuyện về mười mấy năm, 20 năm trước, hơn 20 năm trước của cái con nuôi vô ơn này, để cho cô chú chị nghe con nó như thế nào. Tầm 20 năm trước, em sẽ cố gắng thuyết phục để có những cái câu chuyện ly kỳ hấp dẫn về những cái năm tuổi thơ tuổi thơ của chị ấy hay ở dưới gầm cầu ở bên quận 7. Chơi rất là thân với chị Duyên, có một người chị tên là Dung. Đâu, mình đâu, mình đừng em biết cách để em làm sao mà. Mình biết cách mà để làm sao mình diễn tả cái câu chuyện cho nó thật hợp lý mà, chị không?
cũng giống như là một cái câu chuyện hơn cả người, hơn cả người thân đấy, hơn cả người thân đấy nhá. Giống như câu chuyện hơn cả người thân đấy, mình lấy một cái câu chuyện thực tế đúng không, xong rồi mình hơn cả người thân đấy, lấy nước cam tạt vào mặt cái đùng, đang ngồi lên cái nước cam, lấy cái nước cam tạt vào cái đùng đấy, thêm bớt vào, thêm cái ly kỳ hấp dẫn nào, quen một thằng nói quen hai thằng, quen năm thằng nói quen mười thằng, được không? biết làm mình nhìn theo người ta mình làm, học hỏi nhanh là ở chỗ đấy, đấy, học hỏi nhanh nào. Đấy đấy, nó thiếu đấy, là thêm cái, nó lại thêm khúc kia vô thì mình cũng làm như vậy, chị Thi hiểu không? Mình cũng cắt cái khúc tốt đi, mình đem cái khúc xấu vào. Ơ trời, chuyện gì đâu, cái gì mà mình nghe mà nó tốt đấy mình cắt đi, mình không đem vào câu chuyện đấy, cái gì xấu mình đem vô. Vậy đấy, chơi vậy đấy. Được không? Được rồi, thôi lộ nhẹ tí thôi. Bây giờ xin phép cô chú anh chị, em bức xúc thật sự nhé. Hôm nay cô chú anh chị có chửi em, có hủy con em cũng được, nhưng mà phải cho em nói, em rất là bức xúc một con người luôn, thật sự luôn. Có chị Phụng Mỹ ơi, có nhé. Để tí nữa đi, tí nữa em sẽ bên này. Em không biết là có lên bày tỏ cái bức xúc với cái người này không, thật sự luôn. Em đã dặn đi dặn lại rất là nhiều lần rồi, không chỉ là ở trên livestream, không chỉ là ở bình luận, mà em từng gọi điện nhắn tin để em khuyên rồi, mà vẫn còn bướng, vẫn còn lì. Thật sự là bức xúc lắm luôn. Không biết bây giờ dậy chưa, lôi đầu vào đây luôn. Đã nói với chú rồi, chú đừng có à, thiệt. Em không thể đóng kịch được cái vai diễn này thiệt. Em đóng vai, em không đóng được cái vai mà bức xúc. Sự đi chán, chị đang đóng vai ngon mà chị Dung là chị làm em buồn cười. Đã nói chú Thành rồi, đừng có chọc kia gì hoàng hậu nữa, để cho hoàng hậu cứ phải là bức xúc lên, thấy chưa? Mới nói tức thì trong vòng 15 phút đồng hồ sau là đã có cái clip bức xúc của hoàng hậu rồi. Chú sạc pin này, chú rất là lì nhá. Nói rồi, khuyên rồi, đừng có đụng chạm, đừng có khịa hoàng hậu nữa. Hoàng thượng đã băng hà rồi, hoặc chỉ còn hoàng hậu thôi, mà cứ mà khịa đầu này chọc đầu kia cho người ta nhột, để người ta lên livestream người ta kể lể khóc lóc này kia. Khuyên chú biết bao nhiêu lần rồi. Ông đi chơi, ông đi hưởng thụ, ông đi Canada qua đây giờ này chắc ông chưa dạy đâu. Bắt đầu là người ta tức giận lên, người ta lên clip người ta nói thì là quay ra là chú có biết gì đâu. Có ai biết gì đâu, chú có biết gì đâu. Khuyên chú rất là nhiều lần rồi nhưng mà chú cứ lì. Đấy. Những người bên kia mà người ta
du quan du khống như gì á, rồi để cho khai khẩu ra hết đi. Má khỏe Hoàng Nguyễn, má cảm ơn con nha. Nhà ông bà đi đâu ông bà nhưng chưa bao giờ cũng nhất này thì đúng rồi con ơi. Cái vụ gì đâu chị, cái ông sạc pin á, ông cứ tối ngày ông đi, ông đã được đi du lịch rồi thì ông lo ông hưởng thụ du lịch đi. Ông cứ chọt lét người này chọt lét người kia để cho hoàng hậu bức xúc, hoàng hậu nóng gà, hoàng hậu ăn không yên, ngủ không ngon, hoàng hậu ngày ngày phải lên clip để nhắc đến tên của chú sạc pin. Chú sạc pin này rất là lì nhá, khuyên chú biết bao nhiêu lần rồi, yêu thương mà thật sự là thà cái năm đấy chú cưới đi, phải như vậy thì chú cưới cưới hoàng hậu đi thì đâu có ngày hôm nay, đâu có sự ganh ghét ngày hôm nay. Người ta thương thầm chú, yêu thầm chú mà chú lại không thương người ta, chú không thèm dòm ngó gì đến người ta. Hoàng hậu đẹp như thế mà chú chê. Rồi để bây giờ chú thấy chưa, người ta ức hận chú vì ngày năm xưa chú không thèm ngó ngàng gì đến người ta, để cho người, để bây giờ đấy người ta nhắc cái tên chú hoài. Cái đáng chắc nhất ở đây của chú ấy là chú không chịu cưới người ta, chú không chịu đến với người ta. Cái năm đấy mà chú đồng ý, chú gật đầu, chú theo người ta đi thì đâu có đến nỗi ngày hôm nay. Để cho người ta phải cô đơn ngày hôm nay. Ê, mà quên nhá, bây giờ cái người tình của chị người tình của chị Huệ Thật ấy có kênh YouTube luôn rồi nhá. Ơ, đừng đùa. Ơ, có kênh YouTube rồi đấy. Cái gì? Tên kênh YouTube là gì nè? Cái gì cuộc sống tốt đẹp tươi đẹp gì nè, lấy cái tên rất là coi như là an lành tâm thiện nhá, cái gì tạo nét cuộc sống tươi đẹp hay là cái gì đấy, có cân luôn rồi. Đùa chừng nào bao công xử án quất què vậy, xử hoài luôn. Người tình của chị Huệ Thật có kênh YouTube rồi đấy. Không biết chị Huệ Thật đăng ký chưa? Rồi tự nhiên chị trốn ở đâu rồi nhỉ? Hay là chị âm thầm chị đi tán người tình của hoàng hậu rồi? Có kênh YouTube rồi. Kinh chưa? Đủ điều kiện bật kiếm tiền luôn rồi. Ôi trời, ớn ăn thật. Đùa. Nếu mà chú dạy ấy, con yêu cầu chú vô nghe ngay cái like này của con. Mà chú tìm cách để làm sao á, bây giờ nhắm mắt nhắm mũi gì cũng được. Hey, chú cười, chú thả bình luận. Bây giờ chú không vô trong này mà chú nhắn tin cho em, chú thả mặt cười kìa cô chú anh chị. Thế chứ lì. Có cân rồi cô à, có cân rồi. Để con coi nha, con cân là thế là gì. Chú lại không vô trong này, chú thả bình luận, chú nói chuyện mà chú đi nhắn tin cho em, chú thả mặt cười. Ôi trời ơi, chú ơi. Ông vô đánh tin cho em thả mặt cười. Ông vô đánh tin cho em thả mặt cười.
Cái gì là cái gì tạo, cái gì tạo được cuộc sống tươi đẹp hay là cái gì á, mà toàn là đăng clip của ông này thôi mà được 2000+ người đăng ký rồi, lượt view lượt xem là đủ giờ đăng ký kiếm tiền luôn rồi. Tự nhiên tự làm cái để em coi là cái kênh cần cái coi. Sao nó bắt đầu ấy nhỉ? Bực mình quá, tự nhiên nãy không chụp hình lại, quên rồi. Có kênh YouTube rồi. Chú Thành ơi, chú sạc pin ơi, chú hiện hình đi. Chú đừng lúp lùm. Chú đừng lúp lùm. Xong rồi chú đi thả mặt cười trong tin nhắn con làm gì. Hiện hình đi. Mắc cỡ gì nữa. Phải chi năm ấy cưới đại đi, gật đầu đi, không chịu, để rồi bây giờ nó cứ kéo dài cái sự việc ra để người ta ôm mối hận chi. Bây giờ chú ráng mà chú chịu chứ ai chịu cho. À, tạo nên cuộc sống tốt đẹp. Ôi giời ơi, mọi người vô mà coi, đừng có đăng đợi vô coi thôi, bấm tiếp thử coi thôi. Tạo nên cuộc sống tốt đẹp hiện tại cân đây đây, mở lên cho mọi người coi luôn. Đây 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 quảng cáo dùng luôn cho đấy đấy người tình. Người tình của chị Bê thật đấy. Tạo nên cuộc sống tốt đẹp. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, lại bình luận lại đứng rồi quá. Phải đi vô mặt bình luận rồi. Hello hello, còn bình luận không? Ôi giời, bình luận lại đứng, chán thế. Hello, hello, còn bình luận không? Rồi bây giờ mới thấy phải đọc bình luận thế này, đứng bình luận trên màn hình rồi. Chán kinh. Lon Khôi Nguyên, lâu rồi gặp anh. Đấy nhá. Kinh là tạo dựng gì, tạo nên cuộc sống tươi đẹp, tốt đẹp. Ôi rồi ôi. Có cân riêng luôn. 2390 người đăng ký, chín mấy người đăng ký. Đủ điều kiện kiếm tiền luôn rồi. Ôi xôi ôi, kinh thật. Ấy thấy chưa, nói gì thì nói chứ có rồi. Vỗ tay. Vỗ tay.
con ơi. Sao nữa má? Cái gì á, cũng có số trời hết trơn à, mình nghịch thiên không được đâu. Ủa anh Năm còn bên nội thôi. Bên nội nhiều lắm, bên nội ở dưới đó thằng anh Chánh là bên nội đó. Anh Chánh bên nội nè. Còn mấy nhiều lắm, bên nội Đồng Tháp còn nhiều lắm. Đừng Kiệt, bạn em ở sát nhà luôn á, bên nội của anh Năm. Bên bên ba Năm còn nhiều chứ, ở Cao Lãnh mà. Và hiền lắm. Nói chung trời ơi thiệt chị em là thằng Chánh rồi nè. Anh Tư mất. Anh Năm đang ngủ. Anh Tư mất cái chạy vô phòng. Anh Năm. Anh Tư mất rồi, anh Tư mất. Trời ổng đức diện. Mày nói gì? Anh Tư mất. Mày nói anh Tư mất mà thì cười là sao vậy? Hiền như cục bột. Thằng Chánh ưa anh vừa dựng xe chạy ra nó anh Thanh để đây đi anh Thanh. Thấy đùa đâu. Thật sự luôn đấy, em sợ là mai kia mà mốt nọ mà người tình của mẫu hậu mà nổi tiếng YouTube một cái một thì ôi rồi ôi, lại biết bao nhiêu chị đẹp, bao nhiêu là phụ nữ là vây quanh nhá, mà bỏ một cái thì đập luôn cái điện thoại đi. Tao mà biết trước như thế là không bao giờ là cho mày lập kênh YouTube riêng. Hỏi sao có không giữ mà mất đừng tìm nhá. Đừng nói sao có không giữ mất đừng tìm nha. Đợi em xíu nhé con nè. Ôi giời, thật sự là nhiều cái câu chuyện nó ối rồi ôi, mà câu chuyện là đáng để ý nhất thì hôm nay là câu chuyện của người tình trăm năm của chú sạc pin. Hôm nay là một cái like mà con nói với chú cuối cùng nhá, chú đừng chọc lét người ta đấy nhá. Người ta đang căm hận, đang là căm hận chú vì là ngày xưa chú bỏ người ta đi. Chú rời bỏ người ta để chú sang một đất nước khác chú sống. Đấy, chú không thèm ở lại để chú cưới người ta nhá. Cái án của chú bây giờ còn đang treo lơ lửng trên đầu đấy. Chú đừng chọc lét người ta nữa, chú để cho người ta yên đi. Vừa nói rất thì với ông xong chưa được 5 phút đồng hồ có clip luôn. Thế mới đọc chứ. Chị Thảo Thanh. Không nhá chị Hồng Nguyễn nhá. Em nói rồi. Em nói cô chú chị yên tâm. Không bao giờ em để ý tới luôn. Không bao giờ em nói đến luôn. Và kể các cái cân mà giống như cân của Nhất Phương luôn, em nói một lần một thôi. Bây giờ có chửi cha mắng mẹ em đến chết luôn cũng không bao giờ mà em nhắc đến thêm lần thứ hai. Đó là cái lập trường của em nó như vậy. Em nói một lần một thôi, không bao giờ nói lần thứ hai. Còn nó muốn nói gì thì nói, nó muốn chửi gì nó chửi, kệ. Nó hết đề tài thì cứ lôi mình ra nó nói, coi như là mình bố thí cái view cái like cho nó thôi. Em không có nói đến cái chị kia nha.
tránh cái trường hợp để mọi người nói là em nói người, em không bao giờ nói, bất kể trong cái đầu em không bao giờ có ý nghĩ gì đến chị ấy luôn. Đấy, em đang nói về những cái cân khác như là Nhất Phương rồi kia có chửi em đến chết luôn, không bao giờ em nhắc lại. Đấy, vậy thôi. Còn cái chị kia là sau cái ngày mà em lên clip là coi như là xóa sạch cái trí nhớ rồi. Cho nên là mọi người có nhắc hay là mọi người có nói em cũng không có để ý tới đâu. Có chửi em như thế nào em cũng không để ý tới đâu. Bực mình ghê luôn á, tự nhiên em đang hứng like cái tự nhiên cái đang biết bao nhiêu đang còn câu chuyện, tự nhiên cái bây giờ cái tin nhắn ở trên màn hình nó bị đơ. Rồi giờ cứ phải ngồi ngó xuống đây đọc tin nhắn này kia thì lại không chia sẻ được. Ôi. Chắc có lẽ là cái sự cố này nó xảy ra là có nghĩa là ai đó muốn em dừng lại để ngày mai, để dành cái ngày mai chứ nói hết là ngày mai không có chuyện nói, đúng không? Thôi thì chắc có lẽ là em xin phép cô chú anh chị. Em xin phép cô chú anh chị là em sẽ dừng cái đường like này đây. Và trước khi dừng đường like thì bắt đầu ngày mai em sẽ nhận đơn lại là hiện tại cà na nó hết mùa. Đấy, cà na hiện tại hết mùa. Phải 2 tháng nữa em mới có cà na này. Nhưng mà mức trầm ruột em vẫn còn bán bình thường. Một hú nửa ký là 60.000. Và cái quan trọng nhất là em mong cô chú anh chị ủng hộ bắn bò cô Thu. Vì em mới nhận được tin chú đã lại phải nhập viện nữa rồi. Thì cô chú anh chị nào mà cảm thấy đã từng ăn bánh bò của cô Thu qua cái sự mà quảng cáo của em rồi, thì nếu gia đình có đám giỗ hay là có cái gì thì cô chú anh chị ủng hộ bánh bò của cô Thu. Thì cô chú anh chị cứ nhắn tin vào Zalo 0827. Chị Hoài thật ra chị chị Hoài xin mà chị nhắn tin cho em cái số điện thoại lên cho em cái. Bên này của em nó bị đơ rồi. Có đẹp nhỉ? Bên này luôn đi. Bên này để em nhắn được. Số điện thoại em ghi mà trên cái màn hình á. Thì mong cô chú anh chị đặt đơn, em thì đặt đơn bánh bò hoặc là mứt chầm ruột thì nhắn tin qua số điện thoại Zalo 0827751341. Thì bên cạnh đó em còn vẫn tiếp tục nhận những cái đơn hàng là rồi là khô bò nửa ký là 325.000 một hộp nửa ký, mực câu là 1.600.000 một ký, còn tôm khô không đầu là 1.250.000, tôm hô có đầu là 1.400.000, trà bông nửa ký 325.000 và lạp xưởng là 421.000. Bên cạnh đó là có thêm cái cá dứa đó, cá dứa là 300, cá dứa mà cá dứa phi lê đấy 350.000 một ký. Rồi mai kia em sẽ lấy cái hình ảnh về chả lụa, chả mớ và là trà bông cá, em sẽ đăng lên cho các chị nhìn biết cái hình ảnh đấy thực tế. Rồi cái đấy là phải đặt dặn làm chứ không có sẵn nha cô chú chị nhá. Chả lụa rất là ngon, chính tay gia đình của chị này làm, mình đặt nó có từng cúc cây như vậy nè đó. Thì em sẽ công bố giá với lại hình ảnh trên cái Facebook và YouTube của em sau. Thì hiện tại là em trước tiên em sẽ tiếp tục nhận đơn khô bò là 325.000 một nửa ký, mực câu là 1.600.000 một ký, tôm khô không đầu là 1.250.000, còn tôm khô có đầu là 1.400.000, trà bông ấy là 325.000 hộp nửa ký, một ký là 650.000, lạp xưởng là 420.000. Thì cô chú anh chị mà đặt hàng em mứt hay là bất kể gì hoặc là cần tư vấn về những mặt hàng thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện qua số 0827751341 giùm em. Xin cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị ở live sau. Nhớ cô chú chị nào chưa like cho em một lượt like, chưa đăng ký cho em một lượt đăng ký và cảm thấy cái like này chia sẻ được, chia sẻ giùm em. Đó là những động lực cô chú chị nhà em. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị nha. Bye bye.